Theo nghiên cứu của cục du lịch Đài Loan, quy mô thị trường du lịch dành cho người cao tuổi trên 60 tuổi ở Đài Loan ước đạt 100 tỷ đại tệ. Ngày 23 tháng 11, cục du lịch Bộ Giao thông đã đặc biệt tổ chức buổi triển lãm thành quả mang chủ đề tạo thương hiệu mới cho du lịch người cao tuổi và thúc đẩy tương lai mới của du lịch người cao tuổi. Cục du lịch đã lên kế hoạch 8 hành trình du lịch thí điểm dành cho người cao tuổi, với hy vọng đưa Đài Loan hướng đến mục tiêu trở thành thiên đường du lịch dành cho người cao tuổi quốc tế. Để ứng biến với tốc độ già hóa dân số đang diễn ra nhanh chóng trên toàn cầu, cục du lịch đã cho ra thương hiệu du lịch dành cho người cao tuổi Golden Year với 8 hành trình du lịch thí điểm, kết hợp 3 chủ đề chính bao gồm sinh thái, văn hóa và LOHAS. Trong buổi lễ triển lãm thành quả, cục du lịch đã mời nữ diễn viên Trần Thục phấn, người được đặt cho danh hiệu bà nội quốc dân đến tham dự, chia sẻ cho mọi người nghe những trải nghiệm khi tham gia hành trình du lịch Golden Year. Phó cục trưởng cục du lịch ông Lâm Tín Nhiệm cho biết Đài Loan sắp bước vào thời đại dân số siêu già trong 3 năm nữa. Vì vậy, Cục Du lịch đã liên tục cải thiện thiết bị phần cứng lẫn phần mềm, bao gồm cơ sở hạ tầng không gian du lịch không rào cản. Kỳ vọng sẽ đưa Đài Loan trở thành điểm thu hút khách du lịch quốc tế, là thiên đường du lịch dành cho người cao tuổi trên toàn thế giới, đồng thời cũng đón đầu cơ hội kinh doanh du lịch sau đại dịch với quy mô thị trường ước đạt 100 tỷ đại tệ. Phó Cục trưởng Cục Du lịch, ông Lâm Tín Nhiệm nói. Theo nghiên cứu của chúng tôi thì năm ngoái, du lịch nội địa dành cho người cao tuổi có giá trị gần 40 tỷ đài tệ. Trước khi xảy ra dịch bệnh, có đến 15% khách du lịch quốc tế đến Đài Loan là người cao tuổi và giá trị du lịch cũng đạt 66 tỷ đồng. Điều này có nghĩa đây là thị trường du lịch có quy mô thị trường tầm 100 tỷ đài tệ. Đặc biệt là sau đại dịch, nhu cầu về du lịch an toàn và du lịch chậm của mọi người ngày càng cao người cao tuổi là nhóm khách hàng mục tiêu rất quan trọng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để quảng bá và thu hút thêm nhiều khách du lịch cao tuổi quốc tế đến Đài Loan. Ông Lâm Tín Nhiệm cho biết thêm, nhóm người cao tuổi thích học hỏi, chia sẻ nhưng lại sợ cô đơn. Chính vì vậy, 8 hành trình du lịch thí điểm chủ yếu mang lại phục vụ chu đáo để các bậc du khách cao tuổi đến nơi du lịch một cách thoải mái nhất. Đồng thời, mỗi một hành trình đều có những chương trình trải nghiệm làm thủ công DIY, hoặc hưởng thụ cảm giác thông thả khi được trải nghiệm văn hóa, học hỏi điều mới mẻ. Điều đặc biệt, trên 80% du khách quốc tế đến Đài Loan theo dạng du lịch tự túc. Nhiều khách du lịch ba lô người cao tuổi cũng đặc biệt yêu thích ẩm thực và văn hóa phong phú đa dạng của Đài Loan. Chính vì thế, cục du lịch khá tự tin có thể tạo dựng nên một bản đồ du lịch người cao tuổi mới mẻ, đủ sức thu hút trên trường quốc tế.